Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay tôi sẽ giải thích về môn chủ táo. Nếu bạn quan tâm đến phong thủy thì đầu tiên nên biết xây nhà, mua nhà hoặc cả thuê nhà quan trọng nhất ở môn chủ táo. Môn tức là cửa, chủ là phòng của chủ nhà hay là gia chủ, táo nghĩa là bếp nấu. Với nhà chuẩn bị xây, kết hợp giữa tiện ích sử dụng, phong thủy địa khí, mệnh các thành viên trong gia đình sẽ dễ dàng hơn vì sự chủ động ngay từ ban đầu. Trường hợp nhà đang ở khi xem phong thủy, thầy phong thủy sẽ dựa trên bố cục có sẵn của ngôi nhà để khuyến khích bài trí sao cho phù hợp, đặt vật phẩm hoặc là tranh ảnh giảm khí xấu, tăng tài lộc. Nhà ở thì dựa vào môn chủ táo là chính, xem phong thủy cho văn phòng, công ty và shop thì chọn ra nơi có khí tốt cho các phòng quan trọng như giám đốc, quản lý, tài vụ hoặc là thu ngân. Môn có nghĩa là cửa, cổng. Trong phong thủy thì cửa cái, cổng chính là quan trọng nhất, vì đây là nơi đầu tiên thu nạp khí vào một ngôi nhà, tốt xấu cũng bắt đầu từ đây. Hướng về hướng các lợi, tức là hướng tốt. Mọi cửa trong nhà đều quan trọng, nhưng quan trọng nhất đó là cửa chính và cửa gian lớn nhất của ngôi nhà. Từ cửa khí nhìn thẳng ra ngoài, không bị phạm loan đầu, tức là hình thể bên ngoài ngôi nhà. Phong thủy tối kỵ trước nhà có cây khô, hoặc trước nhà có một cây rất là to, gọi là độc mộc, chủ buồn khổ cô độc. Vì vậy, cần chặt hết những cây khô trước nhà và không trồng duy nhất một cây to. Nếu có cây to trước nhà mà không chặt được thì dùng một ánh đèn sáng màu đỏ trước cửa hoặc dùng đá thạch anh tím vẫn có thể giảm sát của cây to này. Ngoài ra phong thủy cũng rất kỵ đối diện nhà có một khe hở giữa hai tòa nhà cao tầng chiếu thẳng vào nhà bạn, gọi là thiên trảm sát, rất xấu cho ngôi nhà của mình. Trước nhà có trụ điện, nhà đối diện có kiến trúc hình nhọn hoặc kỳ quái, ở gần chùa, miếu, bệnh viện, đối diện ngã ba, tất cả không phải là phong thủy tốt. Cửa khí nên thoáng, sạch sẽ, giày dép nên cho vào tủ, không để tạp vật chắn lối đi vào cửa chính, đặc biệt tránh phạm hung tinh. Các bạn có thể tham khảo thêm video hướng nhà tránh phạm hung tinh trong kênh của tôi. Vì thế cửa khí chính là nơi quan trọng nhất ta cần xem xét để có phong thủy tốt cho ngôi nhà của mình. Tiếp theo là chủ, tạm hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phòng, phòng ngủ của chủ nhà nên ở phương vị tốt, tính theo huyền không phi tinh. Giường ngủ cần đặt ở cung tốt, có lợi về khí và không phạm loan đầu. Phòng ngủ, giường ngủ chú ý tầng ở trên và tầng ở dưới, không nên đặt nhà vệ sinh. Giường ngủ không nên bị tất cả các loại cửa có khí xung vào. Trần nhà nên phẳng, đầu giường nên có điểm tựa. Khi ta nằm trên giường nên thấy bên tay trái cao hơn bên tay phải. Ví dụ bên tay trái có cửa, có tủ cao, có tranh. Vì bên tay trái là thanh long, phải cao hơn bên tay phải là bạch hổ. Nếu dùng giường ngủ, tránh để các tạp vật ở dưới giường. Sinh thần bát tự của những người sinh vào tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thường là thổ vượng, có thói quen cất giữ đồ đạc dưới gầm giường. Ra nệm nên dùng mới, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, phơi nắng để đón khí mới và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong phòng ngủ không nên treo tranh ảnh kỳ quái, tranh ảnh tôn giáo sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Không nên có hoa trong phòng ngủ sẽ tạo nên hiện tượng đào hoa sát. Và cũng không nên đặt gương to trong phòng ngủ, nhất là gương đối diện cửa hoặc là đối diện giường ngủ của mình. Một trường hợp khá hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra, mỗi tối khi bạn ngủ, bạn kéo rèm cửa tắt hết mọi loại đèn, nhưng ánh sáng bên ngoài vẫn rọi vào trong nhà. Đèn đường hoặc là đèn hộ kinh doanh, đèn đường hoặc đèn hộ kinh doanh rọi vào nhà, đây được gọi là nhật dạ hung quang, không phải phong thủy tốt. Hãy xử lý ánh sáng này. Chủ, nghĩa thứ hai được xem là chủ nhà. Vận trình của chủ nhà cũng ảnh hưởng đến cả ngôi nhà. Ví dụ người sinh vào mùa đông,
lá số có nhiều ngũ hành thủy thì ngôi nhà thường ẩm thấp, dễ bị rỉ nước. Người sinh vào mùa hè thì ngôi nhà dễ có hiện tượng khô ráo, nóng bức hơn bình thường. Các bạn có thể tham khảo video về mệnh khuyết trong kênh. Táo nghĩa là ông táo, ở đây nghĩa là bếp lò nấu nướng. Đây là một thành phần rất quan trọng trong ngôi nhà, nơi tạo ra thức ăn, tạo ra sự ấm cúng cho cả ngôi nhà. Bếp còn có thể ảnh hưởng chặt chẽ đến sự suy vượng của cả một ngôi nhà, cũng liên quan mật thiết đến vận trình của nữ gia chủ. Bếp nên tọa hung hướng cát, tức là hướng tốt. Dưới bếp không nên đặt hầm tự hoại. Cửa bếp không nên trực diện với phòng vệ sinh, phòng ngủ, tủ lạnh, máy giặt, những nơi dơ bẩn. Đặt bếp thì lưng bếp phải nên có điểm tựa vững chắc, không nên có cửa sổ phía sau. Vật liệu bề mặt và sau lưng bếp không nên bị phản xạ. Phía dưới và phía trên bếp ngoài không nên đặt hầm tự hoại, cũng không nên đặt hồ chứa nước. Đối diện bếp lò không nên là cửa toilet, tủ lạnh, máy giặt hoặc những vật dơ bẩn như thùng rác, dù súc vật. Từ cửa chính hoặc từ phòng khách không nên nhìn thấy bếp. Phần này các bạn có thể tham khảo video các khung bếp với nữ chủ nhà. Môn chủ táo là ba yếu tố đầu tiên khi bạn quan tâm đến phong thủy của một ngôi nhà. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác để ảnh hưởng đến vận trình của một ngôi nhà. Mời các bạn tham khảo thêm những kiến thức về phong thủy trong kênh của tôi. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn qua YouTube và Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.